bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với chương trình phỏng vấn những du học sinh của MEP có nhận visa từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một gương mặt rất là cá tính, đó chính là bạn Chu Ngọc. Chu Ngọc thì vừa có visa thẳng từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Daejeon và nhận visa từ Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời chia sẻ của Ngọc trên lộ trình bạn chinh phục tấm visa thẳng nhé. Chào Ngọc, Ngọc vừa nhận visa thẳng từ Đại sứ quán Hàn Quốc về đúng không em? Dạ. Ngọc có thể chia sẻ với các bạn rằng là thời gian từ khi em nộp hồ sơ vào cục xuất nhập cảnh cho đến khi em có mã code từ trường Cao đẳng Daejeon là bao lâu không? Dạ, thưa chị, là thời gian mà em nộp hồ sơ vào cục xuất nhập cảnh cho đến khi có code là khoảng 2 tuần. 2 tuần. Dạ. Thế còn từ khi mà em nộp code cho đến khi mà em nhận visa từ Đại sứ quán là bao nhiêu lâu? Là 7 ngày ạ. 7 ngày. Thời gian này có nhanh hoặc là làm Ngọc ngạc nhiên không? Có chứ. Thật sự rất là nhanh trong thời gian mà chúng ta nhiều bạn vẫn còn đang chờ đợi kết quả như hiện nay đúng không? Chị muốn hỏi thêm một chút về việc là tại sao em chọn trường Cao đẳng Daejeon? Bởi vì chị biết là hồ sơ của Ngọc là một hồ sơ tốt so với nhiều bạn khác. Đặc biệt là em hoàn toàn có thể vào top 1, nhưng lý do gì đã khiến em chọn Daejeon là ngôi nhà thứ hai của mình? Dạ, tại vì Daejeon là một trong những vùng đất mà em rất là mơ ước, nhưng mà tại đó là nơi mà có lối sống rất là nhộn nhịp phù hợp với cá tính của em, nên là em quyết định chọn trường Daejeon. Daejeon đúng không? Chị được biết là trong quá trình mà Ngọc phỏng vấn trường ấy thì Ngọc rất là thuyết phục các thầy cô bởi khả năng nói của em, vì trước đây em từng là MC và tham gia một số chương trình MC học cấp 3 đúng không? Nghề nghiệp và nghề cái ngành mà em mong muốn học tại trường là gì? Dạ, em dự định học ngành quản trị du lịch và khách sạn. Du lịch khách sạn đúng không? Và em dự định là nếu mà chẳng như là sau khi tốt nghiệp có học về du lịch khách sạn tại trường thì em sẽ theo đuổi một công việc như thế nào? Dạ, em ước mơ sau này của em trở thành giáo viên du lịch ạ. Giáo viên du lịch đúng không? Dạ. Nếu mà được dẫn một đoàn khách Hàn Quốc đến Việt Nam thì địa chỉ nào sẽ là nơi đầu tiên em dẫn mọi người tới và giới thiệu? Chắc chắn là quê hương của em. Quê hương của em đúng không? Em có thể nói đôi điều về quê hương của mình nữa không? Quê hương của em là đơn giản là khu du lịch Thiên Cầm ạ. Thiên Cầm đúng không? Thiên Cầm thực sự là một trong những bãi biển rất là đẹp, chị cũng có dịp ghé thăm rồi. Và đó còn là một bãi biển thực sự là hoang sơ, chưa có nhiều cái hoạt động khai thác nổi bật. Thì chị hy vọng là những thành tố như Ngọc sau này thì sẽ vun đắp và đưa nhiều đoàn khách hơn tới khu Thiên Cầm của mình nhá. Dạ. Nếu được nhắn gửi với các bạn Hàn Quốc tương lai của em về Thiên Cầm thì em nói một câu gì với các bạn? Em không biết phải nói gì đâu ạ, vì Thiên Cầm rất là tuyệt vời. Ngọc thì hôm nay thực sự rất là hồi hộp, bởi vì một trong những điểm mà Ngọc đỗ được vào trường Daejeon, một trường top 3 nhưng chọn rất là khó, đó chính là khả năng nêu thông tin cũng như là thuyết phục của bạn rất là lưu loát. Nên là hôm nay thì Ngọc sẽ là có hơi dương một xíu. Để trước khi chào tạm biệt các bạn, để mình về quê hương Hà Tĩnh, về với bãi biển Thiên Cầm xinh đẹp của mình trước khi bay, thì em có lời nhắn gửi nào với các bạn cũng dự định chọn trường Daejeon thì tháng 3 không? Dạ, em nghĩ là Daejeon là một ngôi trường rất là tốt đối với những bạn mà có điểm hồ sơ là khá tốt ạ. Đúng không? Và còn mà cốt nhanh nữa đúng không? Dạ vâng. Như vậy là chúng ta mong muốn sẽ có nhiều hơn các bạn hậu bối của bạn Ngọc cùng đến Cao đẳng Daejeon để chinh phục những ước mơ của mình, dù là bạn muốn học về du lịch khách sạn hay là bạn muốn học vào những ngành kỹ thuật tại thành phố Daejeon, một trong những thành phố quốc tế xuất sắc nhất tại Hàn Quốc nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP và Daejeon.